Rồi chào các bạn, mình là Nguyễn Hồng Phúc tới P4Shop.com. Ngày hôm nay sẽ là top 3 những cái công cụ để mà ông ta xóa vật thể, xóa chi tiết thừa nhanh nhất ở trong ảnh trong Photoshop. Và mình tin rằng tất cả các bạn newbie, các bạn đều có thể dễ dàng ông ta làm theo được. Rồi, ở đây là cấp độ 3 cấp độ ha. Thì cấp độ những cái công cụ mình chọn ở đây á, trong Photoshop thực tế là nhiều cái công cụ để mà mình xóa lắm. Nhưng mà ba cái công cụ mà mình hướng dẫn ngày hôm nay á, mình cho rằng nó là ba cái công cụ mà cho kết quả tốt nhất, từ kể cả là tự động cũng như là làm bằng tay. Đầu tiên top 3 là Clone Stamp Tool. Clone thì đây, các bạn có thể click vào đây, nó nằm ngay ở đây đó, nó nằm ở vị trí là từ trên xuống dưới 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nó tên là Clone Stamp Tool và cái phím tắt của nó là phím S. Ví dụ như là các bạn đang để bình thường, bạn bấm phím S một cái nó chuyển qua Clone Stamp. Ở phần Clone Stamp này á, thì các bạn khi các bạn tự nhiên click vào cái, nó sẽ báo ngay lập tức, nó sẽ nói là cái gì, cái này á bắt buộc mình phải chọn mẫu cho nó và mình sử dụng phím Alternate để mà mình Alternate và click vào cái vị trí nào đó mà mình muốn lấy nguồn để mà mình để cái chỗ khác. Đó thì nó rất là đơn giản, cái cách hoạt động của nó cực kỳ đơn giản luôn, là mình sẽ dùng tay, dùng chuột ha, mình sẽ đè phím Alternate, mình click vào cái chỗ để mình lấy mẫu, sau đó thả phím Alternate ra và click vào những chỗ khác để mà mình lắp đi. Ví dụ như là đây, ở đây các bạn có thể để ý là ở đây trong cái hình của ta, cái dáng của người ta đang rất là đẹp, đứng nhìn dáng chữ S như thế này, nhưng cuối cùng nhìn xuống dưới đất á, ở chụp ở Việt Nam mà rác quá chừng luôn. Cho nên các bạn sẽ sử dụng, ở đây mình sử dụng Clone Stamp này, mình sẽ đè phía Alternate, mình lấy cái mẫu á, lấy cái mẫu ở vị trí gần gần đó, sau đó mình click, mình click, nó sẽ biến mất. Đúng không? Cái kích thước của cái này các bạn có thể điều chỉnh ngay ở đây, hoặc là bấm phím chuột phải này và chọn kích thước này, size là kích thước, hardness là độ mềm á. Ví dụ như là tăng hardness lên 100% là độ cứng á. Đây, ví dụ như là mình chọn độ cứng lên 100%, mình click ở đây đó, thì các bạn sẽ thấy cái viền của cái brush của cái clone của chúng ta nó như vậy. Còn khi mình để hardness là 0% này, click đây đó, thì các bạn sẽ thấy là nó hơi mờ mờ ở viền chung quanh, thì nó sẽ cho chúng ta kết quả nó mịn hơn đó. Thì đó là công cụ thứ nhất, Clone Stamp, cực kỳ đơn giản dễ dùng. Vị trí top 2 chúng ta sẽ đến với Pack Tool. Nó nằm ở vị trí này. Thông thường nó sẽ có cái icon như thế này, nhưng mà chúng ta click chuột phải vô, các bạn sẽ thấy có chữ Path Tool ha, Path Tool. Rồi, với cái Path Tool này thì nó đơn giản hơn so với lại cái clone hồi nãy, clone của top 3 hồi nãy. Với cái clone top 3 thì chúng ta phải điều chỉnh chuột, kích thước chuột, rồi click tìm mẫu các thứ, hơi lằng nhằng. Thì cái Path Tool này nó đơn giản hơn, là khi mà chúng ta chỉ cần, đâu rồi, mình sẽ quay trở lại. Khi chúng ta sử dụng Path Tool này, các bạn sẽ con chuột này, các bạn dùng chuột ha, vẽ xung quanh cái vị trí mà các bạn muốn xóa đó, cái vật mà các bạn muốn xóa đó. Các bạn sau khi nó bôi cho nó thành cái hình kiến bò này ha, các bạn chỉ bấm giữ kéo tới vị trí khác sao cho nó gần gần giống, thì thả chuột ra và xong, chúng ta coi kết quả. Chứ các bạn thể bấm Ctrl D để chúng ta bỏ cái vùng chọn ha. Ví dụ như là mình muốn xóa cái dây này chẳng hạn vậy, kéo qua chỗ khác, Ctrl D bỏ. Đó, ví dụ như là có cái khóm phía sau này chẳng hạn vậy, đó, bôi này, xong rồi kéo qua chỗ khác, rồi xong, bấm Ctrl D, bỏ. Đó thì chúng ta sẽ có cái kết quả rất là đẹp. Ví dụ như là đây có cái ống này đó nè. Nhìn mẹ, đang chân người ta, đang cái hông của người ta đẹp như thế, thêm cái ống à. Đây, như ở đây nó không đẹp lắm, đó, như ở đây nó đẹp này. Đó thì chúng ta sẽ có cái kết quả rất là tuyệt vời. Đó thì đó là công cụ thứ hai, Path Tool. Chỉ cần chúng ta sử dụng cái chuột chúng ta vẽ vùng chọn và kéo sang cái chỗ mà nó gần gần giống như là cái chỗ mà các bạn muốn lắp vô á, là xong rồi. Rồi, cái công cụ thứ ba là công cụ Fill. Công cụ Fill này nó thì còn đơn giản hơn nữa, là chúng ta chỉ cần tạo vùng chọn cái chỗ mà các bạn muốn xóa đi thôi, còn lại Photoshop sẽ lo, nó tự động nó tìm cái chỗ gần gần giống để nó lo. Ví dụ như ở đây mình sẽ sử dụng công cụ là Lasso Tool hoặc là Polygon Lasso Tool. Các bạn chọn bất kỳ một cái gì cũng được để tạo được vùng chọn thôi. Các bạn có thể chọn cái rectangle này cũng được này. Đó, kéo ra cái chỗ này. Đây, các bạn muốn bỏ cái này đúng không? Các bạn sẽ chọn vùng chọn vào cái thằng này. Rồi, tạo vùng chọn cho cái chi tiết mà các bạn muốn xóa đó. Sau đó các bạn bấm chuột phải, chọn Fill. Bấm chuột phải, chọn Fill. Sau đó ở cái bảng Fill hiện ra, các bạn chọn là Content Aware.
Content Aware, các bạn click OK một cái. Đó, Photoshop nó sẽ tự động nó tìm cái chỗ nào để nó OK thì nó tự lắp lại cho ông ta. Rất nhanh luôn, các bạn không cần phải tìm cái gì cả. Rồi, trường hợp mà ví dụ như là cái chỗ này các bạn khó lấy mẫu, cái này thì còn được này. Nhưng mà ví dụ các bạn muốn lấy cái dễ hơn, các bạn có thể sử dụng là Lasso Tool này. Nó là cái công cụ để các bạn có thể chọn cái vùng chọn thôi. Đó, thì chúng ta cũng chọn vùng chọn này. Bấm chuột phải, Fill, click OK. Xong, Photoshop nó sẽ tự đi tìm cái gì nó OK vô thì. Ví dụ như là đây, mình muốn xóa luôn người mẫu chẳng hạn vậy. Đây, mình sẽ chọn luôn người mẫu này. Đó, mình sẽ chọn luôn người mẫu. Rồi, bấm chuột phải, chọn Fill, chọn OK. Và Photoshop nó sẽ tự đi, nó tìm cái chỗ nào đấy, nó ná ná như vậy, nó bỏ vô. Tất nhiên là đây không có chuyện, nhưng mà nhìn nó vẫn OK chứ. Rồi, thì đó là cái công cụ thứ ba, là công cụ tốt nhất, công cụ top 1 với mình. Vì mình nghĩ là cái đối với các bạn dễ dùng á, cái trường hợp dễ dùng thì các bạn sử dụng Fill thì OK nhất. Tất nhiên ở trong cái Photoshop thì ta còn nhiều cách khác nữa. Tuy nhiên ba công cụ này là ba công cụ mà đối với mình là nó cho cái kết quả mà nó gọi là ưng mắt nhất, OK nhất và coi cũng tương đối dễ dùng nữa. Thì nếu như các bạn muốn có nhiều cái thông tin hơn về những cái công cụ hoặc là những cái tất nhiên là tất cả về Photoshop, những cái tool như vậy á, các bạn có thể ghé vô trên fanpage của mình hoặc là trên website của mình để mua cái khóa học Photoshop cơ bản. Mình nghĩ là trong Tết thì các bạn có nhiều thời gian rảnh, các bạn có thể theo được ha. Thì ở trong cái khóa học đó thì mình có hướng dẫn các bạn chi tiết về từng công cụ một, và mình đảm bảo các bạn rằng khi các bạn đã nắm được tất cả những cái công cụ ở trong Photoshop rồi, làm chủ được công cụ rồi, thì chuyện còn lại về cái kỹ năng các bạn chỉ cần làm thao tác thường xuyên thôi, các bạn sẽ có kỹ năng. Mình cam đoan các bạn như vậy, mình đã là như vậy rồi, cho nên mình biết. Rồi, OK, thì đó là cái video cuối cùng của năm con chó đúng không? Tí xỉu dần mão thìn thìn ngọ mùi thân rộng tuất hợi, tuất hợi đúng rồi, năm của mình, năm con chó. Thì đó là cái video cuối cùng của năm con chó, và mình hy vọng rằng trong suốt năm vừa rồi mình đã có rất là nhiều cái kỷ niệm các bạn, và các bạn đã có những cái tương tác qua lại với mình cảm thấy rất là vui cái vấn đề đó. Nếu các bạn chưa nếu như đây là lần đầu các bạn tới video của mình, đừng quên bấm nút subscribe ngay phía dưới, nút đăng ký đó, để mà mình không bỏ lỡ bất kỳ video nào của mình ha. Nếu các bạn có bất kỳ cái ý kiến nào, các bạn có comment nào, các bạn cho rằng công cụ nào trong Photoshop có thể xóa được tốt hơn nữa, hãy comment phía dưới cho mình biết, và mình chắc chắn là mình sẽ trao đổi với các bạn đó, vui hơn ha. Thì bye bye các bạn, và hẹn gặp lại các bạn vào năm sau. Bye bye.